Rồi Quang Tây xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá long ngày 19 tây tháng 11. Thì giá long ruột trắng Bình Thuận hôm nay nó tăng khoảng 3.000 đồng một ký so với ngày hôm qua nha. Ngày hôm qua thì cái hàng đẹp nó lên sát cái mốc 12.000 đồng một ký. Thì hôm nay nó tăng khoảng 3.000 đồng một ký. Thì có thể nếu mà tình hình cửa khẩu nó không có trục trặc thì với lại các kho có đơn hàng thì các kho chắc chắn sẽ mua nhiều, cái giá nó hút hàng thì có thể giá sẽ tăng cao nha. Thì hy vọng là nó duy trì ở mức cao để cho bà con mình thu hoạch bán để có lời nha. Còn giá long ruột đỏ hôm nay á, thì chỉ có cái loại 5 là nó tăng khoảng 1.000 đồng một ký. Rồi bây giờ anh sẽ cập nhật giá long ruột đỏ trước nha bà con. Giá long ruột đỏ hôm nay loại 1 34.000, loại 2 29.000, loại 3 24.000, loại 4 15.000, loại 5 7.000, hàng ngang trộn 6.000. Giá long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về kho có giá từ 13, 14, 15. Hàng sàn có giá từ 11, 12, 13. Hàng thường có giá từ 8, 9, 10. Hàng giạt từ 3 đến 5 ngàn nha. Rồi thì hôm nay mình cập nhật nha, giá long đến đây thì cũng xin kết thúc nha. Và còn có quan tâm thì mình nhấn đăng ký kênh. Thì kênh mình nếu giá long nó biến động thay đổi thì kênh mình sẽ cập nhật cái giá liên tục để mình gửi đến cho bà con mình nha. Nếu cái các kho điều chỉnh giá tăng hay giảm thì mình sẽ cập nhật liên tục để cho bà con mình nắm bắt được cái giá, bà con mình bán được cái giá tốt nhất nha. Rồi xin chào bà con nha.